Thật là hôm qua mình xem cái quả video của ông em Thì Lam này thật chán đời thật sự luôn. Chơi bời kiểu gì là lên mạng xã hội mõm đấy, anh em thấy chưa? Mõm cái kiểu gì xong rồi bây giờ để cho đấy. Mấy anh em ở Hải Phòng bức xúc quá. Bức xúc. Phải đi tìm tận nhà Thì Lam gọi đêm hôm như thế. Để tìm gọi nó mà nó trốn nó có dám ra đâu. Chơi bời kiểu gì ấy, thì thôi, giữ cái mồm vào Thì Lam nhá. Khi mà ấy, biết được cái thông tin sự thật trên mạng này chính xác thì hẵng lên đêm mà nói. Để mà ấy những thông tin không chính xác nói cho vui ý, câu view câu like ấy, xong rồi để rồi đi xin lỗi người ta, xin lỗi anh Tùng như thế, xong bây giờ ấy, mất mặt anh em, để thấy chưa, quá mất mặt luôn. Mình ấy đã là ở cùng như đấy với nhau rồi, anh em phải yêu thương nhau, phải biết bênh nhau chứ. Bây giờ anh Nhạn anh đã như thế, không can ngăn anh ấy thì thôi, không khuyên anh ấy thì thôi, vậy lại thích rủ dê cái cảm nhận như thế thì ai chẳng lóng máu, ai chẳng bực mình, đúng chưa? Bây giờ thôi, cái sự việc như thế rồi, kể cả hôm nay mình vừa lướt qua xem cái video của Thì Lam ấy anh em nhá. Thì Thì Lam bảo là mai 3 giờ chiều đấy, hẹn mấy anh em tối qua mà muốn tìm Thì Lam ấy ra quán cà phê gặp. Thì mình khuyên thật mấy anh em là ấy, đừng ra, nói thật đi, ra phát thì mai nó báo công an ngay, mình nói thật đấy, đừng ra anh em nhá, đừng có lên ra, mình nói thật. Còn ấy Thì Lam ạ, anh chỉ nhắn chú nhảy này, chơi bời biết giữ mồm vào, không phải chỗ làm câu view câu like được, để cho cộng đồng mạng cho anh em có ghét nhá Thì Lam nhá. Đấy, anh chị trao những cái lời yêu thương nhất để Thì Lam như thế thôi. Mình ấy, nếu mà ở lãnh thổ Lào, ở khu vực Lào thì biết yêu thương nhau vào, bảo vệ nhau vào nhá. Khi là ở trong lãnh thổ của mình rồi ấy, bảo vệ tốt rồi, hẳn ra ngoài lãnh thổ thì làm được chưa nhá. Còn bao giờ ấy mà ví dụ mà bọn nước ngoài ấy, nước mình xúc phạm đến anh em ở Việt Nam thì đấy, tất cả anh em phải đoàn kết vào mà để bảo vệ đất nước của mình nhé. Cũng như mình mà ở tỉnh Lào, thành phố nào thì ai mà làm gì thì mình phải đứng lên mà bảo vệ chứ, đúng chưa nhá. Anh gửi Thì Lam thế thôi nhá, Thì Lam nhá.